Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ Thành. Nghe nói gần đây có một trường học rất là nổi tiếng. Hôm nay mình cùng ốc quyết định sẽ đến ngôi trường đấy học thử xem như thế nào các bạn ạ. Trường học nổi tiếng thì đón học sinh nổi tiếng là ốc thì chuẩn rồi. Ui giời, BQ Thành nổi tiếng hơn ốc đúng không các bạn? Rồi và xem chuyện gì xảy ra ở trong ngôi trường của BQ Thành và ốc nhé. Và các bạn đừng quên bấm nút like, video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Anh nhớ xem quảng cáo cho bọn mình nha. Rồi còn bây giờ đi xem trường của BQ Thành và ốc chuẩn bị đi học là như thế nào nha. Có gì xảy ra ở đấy? Cái ghế nó mắc vào nhau. Chính à? Vâng, học sinh hot boy đầu không hề cắt môi. Còn đây là học sinh ốc cực kỳ ngốc, học cực kỳ dốt. Ê, bây giờ mình đi vào đây chuẩn bị lên xe đến trường này. Anh lên xe rồi, ốc ngồi trước anh à? Không được, anh phải ngồi trước ốc các bạn. Anh phải là tài xế lái xe. Really nigga? Không, anh không được làm tài xế đâu. Không được làm tài xế các bạn. Thôi ngồi sau ốc vậy. Mấy cái đứa kia ngồi yên đi, bác tài lái xe còn chở chúng ta tới trường chứ. Thiếu hai người. Chúng nó cứ chạy loạn lên các bạn ạ. Wow, trường của mình to quá ông ơi. Phải to nhất ở cái thành phố này luôn. Và có một cô giáo mặc áo vàng đang chào đón những học sinh. Quá là học sinh giỏi luôn đến với ngôi trường ngày hôm nay. Đặc biệt là học sinh BQ Thành nhá. Chắc đây là cô giáo chủ nhiệm đấy. Cô tên là Karen. Cô tên là Karen nhưng cô không phải là người bị đen nha các bạn. Cô ra có nước trắng. Có rất là nhiều các hoạt động, hàng tấn hoạt động các bạn ạ. Ôi, có một bộ não ở trên bàn của bạn kia. Và ốc cùng anh ngồi cạnh nhau, ngồi cạnh bạn nhau còn ngồi bàn đầu nhìn cô giáo cơ. Thôi xong rồi ốc ơi, mình anh không thích ngồi bàn đầu đâu. Cái gì ấy, sao cần lấy lơ lửng chứ. Em lấy được luôn này. Anh cũng lấy được luôn ba cái bộ y tế cứu thương. Cứu thương giống như kiểu dùng để bơm máu. Ủa vào trường này để đấm nhau hay sao mà phải bơm máu với cả y tế nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ phải lục kiếm đồ ở những cái tủ này hả? Ủa, tưởng là tủ của ai người đấy dùng. Hóa ra vào trường này chúng ta lụm mỗi thằng kia có cái ghế xịn đấy. Cho mượn cái ghế coi. Trông nó như tổng giám đốc ấy. Đấy. Bạn ơi, ra chính ra mình lấy được cuộn băng. Ô, anh lấy được cuộn băng giấy đi vệ sinh à? Em cũng lấy được. Ê, đây có hai cuộn nè. Có thêm cuộn nữa nè. Ok ok, tí hết máu chắc là mình sẽ sử dụng những cái này. Ô, có một bạn tìm thấy một số kế hoạch bí mật. Kế hoạch gì vậy? Đi học mà. Kinh vậy. Kế hoạch là phá trường phá lớp. Office, thư viện à? Office là văn phòng. Chúng ta có đến lớp không? Có, chúng ta sẽ đến lớp các bạn ạ, để học bài. Đến trường thì phải học chứ. Thôi được rồi, mọi người đều vote đến lớp, chẳng nhẽ mình lại vote bỏ học. Ôi, cháu chào chú lao công. Chào đi bạn. Đi học ơi. Ui, bạn này trông như kiểu đại ca giang hồ của chúng mình á. Ừ, đây rồi, vào lớp. Vào lớp thôi, nhanh đi không muộn, học cô giáo quật vào mông cho. Nó có điều hướng thì nó cũng đỡ các bạn. Đấy rồi. Vào lớp ngồi vào bàn học bài. Vâng, BQ Thành ngồi vào bàn trông như cây salad luôn. Rồi ốc ngồi vào bàn đi. Đây ốc ngồi à. Cô giáo sắp vào lớp. À cô giáo vào lớp luôn rồi. Em chào cô ạ. Em mách cô là các bạn kia ngồi vào bàn thì không ngồi, cứ chạy loanh quanh ở trong lớp phá bí mật em rồi. Em học hành chăm chỉ lắm cô ạ. Em chào cô ạ. Em mà xung phong là lớp trưởng. Haha, đúng rồi, BQ Thành là cho là lớp phó lao động. Cái gì, anh phải là lớp trưởng, ốc chỉ là lớp phó lao động thôi. Không, ốc là lớp trưởng. Rồi, đang học bài, ngồi cực ngoan luôn đấy chứ. Ngồi xuống có là bị mất máu. Ôi dồi. Sao anh ngồi xuống bị mất máu là sao? Anh vừa đứng lên trêu cô một tí, cô quật cho bị mất máu, tụt máu các bạn à. Trời ơi, chúng ta phải chăm chỉ học bài vào. Anh thử băng vào xem nào. Có băng được không? Ok, bắt đầu. Bây giờ loa đang gọi cô Karen về để làm báo cáo gì đấy các bạn ạ. Nên là cô Karen sẽ đi ra khỏi lớp một chút. Đây là bọn mình sẽ được ở một mình. Ô, bạn này chào anh này, bạn này tán anh ông ơi. Anh quá đẹp trai, bạn này hello anh. Hello Ajinomoto Chiboso Kaibo. Cô giáo đi ra chỗ khác rồi. Bạn này trốn trong gầm bàn. Tính bỏ học à. Tớ mách cô nhá. Mà sao lại trốn ở gần bàn giáo viên ở trời. Hồi sinh bằng thuốc giải. Ôi rồi bạn này chết ở trong gầm bàn. Cứu. Bạn này ơi, nhìn em này, em nhìn thấy có cái này. Cái bạn tóc ăn chơi vừa mở ra một cái này. Ủa gì ấy. Em thưa cô, bạn ốc trèo lên trên nóc nhà trốn học cô. Không, em không trèo đâu, em về chỗ rồi. Đây, bạn ốc vừa phá trần nhà để trốn học cô ơi. Không phải đâu cô. Em nhìn thấy. Các không bạn xem hả? Trên kênh cũng nhìn thấy. Ôi chết, mắc. Ôi giời. Bạn BQ Thành bốc phét đấy cô ạ.
Đấy, cô bảo là có chuyện xảy ra đấy. Mình có nói gì không? Em sẽ nói phô cô giáo Bê Quy Thành. Không nói cho cô, sao lại nói cho cô? Thì cứ vote nó cho, không nói cho cô, thế lại vote sang nói cho cô. Không, đúng rồi, không có chứng kiến các bạn ạ. Rồi, tóm lại là bọn mình đã giữ bí mật các bạn. Thôi, nói chung là ai lại tự khai là mình trốn học đâu, đúng không các bạn? Bọn em có nhìn thấy gì đâu, bọn em không thấy gì. Bọn em thấy gì đâu nhỉ? Các bạn xem đi kênh, bọn em có thấy gì đâu. Làm gì thấy cái gì đâu, đúng không? Rồi, thế là cô giáo nhìn rất là nghi ngờ nhưng cũng chả làm được gì các bạn ạ. Cô ơi, cô giảng bài đi, hôm nay em muốn học môn toán cô ạ. Ồ, sao đến giờ ăn trưa rồi bên này? Từ nãy giờ em đã học được chữ nào đâu mà cô đã cho đi ăn trưa rồi. Đi rồi. Ôi, trường học này học thích thật, chưa phải học đã được đi ăn trưa rồi. Đi ăn trưa đâu rồi? Ừ. Cô chưa mở cho đi rồi, đi đi. Cô mở chưa? Cô mở rồi. Đi. Bạn ơi, bạn có người yêu chưa? Yêu mình đi. Nhà mình có đàn gà rú, chết là thịt, chết là thịt. Bị điên à? Chú đầu bếp ơi, cho cháu một xô trà sữa. À đâu, một xô cơm rang. Cô đây, cô phải à? Chú đâu. Cô à? Cô ơi, cho cháu một đĩa cơm rang dưa bò. Nhiều nhiều lòng ít dưa. Em nhìn thấy cô có hamburger. Hamburger à? Thế cô ơi, cho cháu một tấn bánh hamburger cho ăn. Nhưng mà cô đang đóng cửa. Cô không mở cửa. Không có một cái chìa khóa màu xanh, không mở được cửa. Thế là nhịn ăn à? Thế là trưa nay học sinh bên cô đành đói tới bồm trên đời. Các học sinh khác cũng không có gì ăn. Bạn Sarah kia tìm thấy Blue Key rồi. Mở đi bạn ơi. Đúng rồi, mở đi chắc đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Mở đi bạn, mở đi để cả lớp mình còn được ăn được hốc, không là chết đói thối mồm ấy. Ai trời ơi. Bây giờ phải đi khám phá ngôi trường thôi các bạn ơi, cuối cùng là chả được ăn cái gì. Quá khổ. Bạn ấy chả biết mở. Ở nhà tắm chỗ nào nhỉ? Mình quên mất rồi, tìm bên này phải. Nhà tắm đi vô sảnh chính. Đến lớp. Ôi giời, phải vào lớp. Vào lớp nào? Vào lớp khoa học hay là vào lớp lịch sử? Lớp khoa học đi, anh thích học khoa học hơn học lịch sử ạ. Học lịch sử phải học thuộc hơi nhiều các bạn ạ. Phải. Nhanh lên muộn học, bây giờ 9 giây nữa. 9 giây, 7 giây, học sinh bên quyết định vào lớp kịp không? Em vào lớp rồi, cô ơi. Em lên lớp rồi. Em chào thầy. Hôm nay học về môn sinh học các bạn ạ. Mình sẽ ngồi bàn cuối cùng úp mặt vào tường. Em chào thầy ạ. Bạn Villa nói là tuyệt vời, chúng ta bắt đầu học thôi. Học thôi, bàn này không có ghế thầy ơi. Thôi em ngồi bàn có ghế rồi. 30 phút sau. Học được 30 phút rồi các bạn ạ. Ôi ông ơi, học sinh học xong trời tự nhiên mưa gió bão bùng. À, nổi trời nổi cơn giông á. Ngồi cơn giông à? Đang ngắm mưa lãng mạn á hả? Chả thấy lãng mạn gì, chỉ thấy tối sầm. À zombie. Đâu zombie đâu? Đây là thông báo radio, là thông báo zombie à, đấy. Cái đài thông báo là đây là đài tiếng nói từ trường học. Hiện tại thành phố đang bị zombie xâm chiếm. Mọi người hãy ở in trong trường, đừng có cố tìm lối ra. Không zombie cắn cho thì ngôi si. What the hell? Thôi các bạn ơi, ngoài thành phố toàn là zombie. Mọi người đang lây nhiễm cho nhau. Mà mình bây giờ mình ở trong trường là an toàn nhất. Mà mình đi ra ngoài trời tối như thế này, đảm bảo là mình cũng biến thành zombie luôn. Ốc mà biến thành zombie ngu si là anh không được chơi với ốc nữa. Nó cắn người ấy thành zombie đấy. Thế à? Lây mà, bọn zombie nó cắn như kiểu một mầm bệnh cho các bạn. Biến mọi người thành zombie đó. Thế bây giờ làm nào? Mà mình đâu thấy zombie bên ngoài đâu. Chắc là bốc phét hay sao chứ nhỉ? Chúng ta phải đi đến cái kho à? Đồ để lấy đồ chiến đấu với zombie các bạn ơi. Ô, ông ơi. Gì? Sang đây lấy xe beng, lấy gậy. Tí gặp zombie là mình đập pong pong vào đầu luôn. Đâu, đây này, ốc đây này. Mình sẽ đập như này này. Ốc không có à? Có, ốc có gậy đây. Đâu, ốc đâu rồi? Đây. Đây. Pong. Pong. Đập vào bây đâu? Giờ pong. Chúng ta sẽ đi đến lấy những cái thanh gỗ chặn cửa sổ trong 110 giây nữa là phải xong. Đúng rồi, phải chặn hết cửa sổ lại, không là bọn zombie nó chui được vào trường mình là thôi, là trường mình là trường zombie đấy, là mấy đứa mình cũng bị zombie tấn công là không thoát được đâu. Nhanh lên, mỗi đứa một chân một tay đóng hết mấy cái ván này vào, nhanh lên mấy cái đứa này. Đấy, phải chăm chỉ như ốc thì anh cho 2 điểm. Hết rồi. Đây bên cửa này. Đây cửa này nữa các bạn này. Rồi, ok. Không có các bạn, mình không lấy được nữa rồi. Rồi đấy. Anh đã chặn hẳn một cái cửa sổ luôn rồi, 2 cái cửa luôn rồi. Không lấy được nữa rồi các bạn ơi. Ừ. Ngồi lên ghế này. Wow, ok. Ghế ở đâu á? Không biết được, mọi người mang ghế này ra ngồi chơi xong anh tự nhiên lấy được. Anh ngồi lên chơi, anh trông giống chủ tịch quá các bạn ạ. Còn mấy đứa kia như nhân viên á. Sen. Ông ơi, ghế này 70 Robux. Thế á?
Không, cái ghế trông oách xà lách này này. Đây, ốc lấy ghế đen nào. Có bạn khác ngồi rồi. Đây, 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 anh cho em ghế đen nhé. Đây. Bạn ấy cứ đi theo anh nhỉ. Đây, 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 ghế đen đi. Anh sẽ ngồi vào trong cái này ốc ạ. Đây, anh ngồi vào cái chỗ xe đẩy nước lau nhà. Lau nhà của bác lau công. Blu blu blu. Rồi. Nhìn đây, cực ngầu luôn. Đấy, chạy sợ. Bộ mà hình như là còn chạy nhanh hơn đó. Nhanh hơn mà. Ôi trời, chết cho buồn cười không. Rồi, bây giờ là bảo vệ trường. 3 giây nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Chúng ta đã gặp tình huống xấu rồi. Chuyện gì trường vậy? Trường của chúng ta đang bị zombie đột nhập. Ôi, bê quý thành ngã sấp mặt kìa các bạn. Ừ. Sao? Mấy đứa kia dám tranh cái xe mặt. Ngoài trời tối om om thấy một chiếc xe màu trắng. Trên chiếc xe màu trắng có một tên đeo mặt nạ. Nó bắt đầu xả khí độc hại ra đấy. Thế à? Thế là bọn này là bọn đã biến tất cả mọi người thành zombie à? Ôi! Bác lâu công sáng nay anh gặp bây giờ bác đã trở thành zombie rồi. Ôi, bác cầm chổi đuổi Bê Quy Thành. Ôi dồi bác ơi. Hỏng rồi. Hỏng rồi các bạn ơi. Đó chính là bác lâu công trường mình. Chúng ta cần tìm chỗ để trốn. Get the bedroom. Bedroom đây. Bedroom đây. Vào. Ôi giời ơi. À, thằng kia nó đẩy tôi ngã ra các bạn ơi. Ốc trốn trong nhà vệ sinh à? Anh cũng trốn trong nhà vệ sinh này. Em trốn cùng với. Anh giả vờ ngất ở đây ốc ạ. Em nhảy lên bồn cầu. Rồi. 4 giờ sau. 4 giờ sau. 4 giờ nữa là như nào? Là lâu lắm rồi đấy. Nhưng là không biết bác lao công vào đây chưa. 4 giờ sau rồi. Chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Làm gì đây? Làm gì em mà biết làm gì? Em hỏi anh hỏi mọi người mà không ai biết đâu. Chúng ta đều là học sinh mà. Tự nhiên ai mà biết được cả trường biến thành zombie đâu. Ôi hồi, chú cảnh sát. Chú cảnh sát ơi. Bên ngoài có nhiều zombie ngu si lắm chú à. Cháu nghe trên đài nó bảo thế. Trời ơi, chú ấy đã bắt được cảnh sát. À nhầm, chú đã bắt được zombie. Và đã nhốt rồi, bây giờ đi theo chú ấy để thoát ra thôi. Thế à? Mình sẽ đi vào thị trấn các bạn ạ. Đi theo chú cảnh sát này là an toàn nhất các bạn ạ. Ok. Đi thôi. Chú ơi, chú đi trước, chú dẫn đường đi. Cháu sợ lắm. Block and go. Mình sẽ đi block and go để kiểm tra đã. Ok, kiểm tra đã các bạn ơi. Rồi, đi rồi. Rồi, không biết đến đây có cái gì xảy ra, có gặp zombie. Cái gì ấy? Đây. Oh, siêu thị à? Lấy đồ ăn đi ốc. Lấy đồ ăn đi mọi người ơi. Không là mấy hôm nữa là zombie tấn công thành phố là chúng ta sẽ hết đồ ăn và chết đói thối mồm. Đấy, chúng ta phải thu thập vật phẩm. 30 cái mới được. Anh thu thập được nhiều phết. Đủ chưa? 27 còn 3 cái nữa mọi người. Lấy nốt đi 3 cái nữa rồi ok. Em là người đã lấy những cái còn lại cuối cùng. Ok. Rồi. Chú. Ôi chú cảnh sát một tay. Ôi Zombie cắn rồi. Chú cảnh sát đấm luôn, hay quá. Nhưng mà hình như tay chú bị cắn rồi. Thôi. À, chú đã giết zombie. Chú lợi hại quá chú ơi. Nhưng nhìn cánh tay chú kìa. Chú bị zombie cắn rồi, cánh tay có vết máu. Chạy đâu? Đi phải chạy. Đó là một vết cắt rất sâu. Chạy hả? Trời ơi, tôi phải cần thuốc ở cái gọi là sở cảnh sát à? Thế là bây giờ phải đi lấy thuốc giúp cho chú à? Để cứu chú à? Ôi. Đây là sở cảnh sát này. Ok, chúng ta đến có rồi. Có rất nhiều xe cảnh sát ở bên ngoài luôn các bạn ơi. Chú ơi, cho cháu xin cái bánh donut ở... Mọi người ở đây, tôi sẽ đi tìm thuốc. Ok, bọn mình sẽ phải ở đây chờ chú các bạn ạ, vì bọn mình là trẻ con thôi. Chú nhanh nhá chú ơi, bọn cháu sợ bóng tối lắm. Cầm gậy lên Bê Quy Thành. Cầm gậy, gặp đứa nào mất dậy mình quật cho mấy trưởng. Con zombie ngu si đây đập cho nó pong pong vào đầu hết ngầu luôn. Chú bảo gì ấy? Chú tìm vừa tìm thấy một ít rồi. Ít nguồn cung cấp. Còn không hãy chú? Hãy kiểm tra trong nhà tù trong khi tôi tìm băng gạc. Ok, vào nhà tù kiểm tra. Nhà sao tù. Sao lại bảo trẻ con đi kiểm tra nhà tù không biết nữa. Nhà tù có gì? Sao phải đi kiểm tra nhà tù làm gì? Thí nghiệm nó biến cảnh sát này thành zombie. Hỏng rồi. Ôi, chú này đã biến thành zombie rồi. Ôi, chú xích anh. Chú xích em. À, phải bấm dấu cách để được thả ra. Ôi, các bạn ơi. Thôi mình ngất trên nền đất rồi. Các bạn ơi, không được các bạn ơi. Không thể chết thế được. Mình phải bơm máu, mình phải dùng băng gạc thôi các bạn ơi. Ê, anh nhìn thấy em còi không? Né, nó ra. Né, bánh donut. Ôi,
Ôi rồi né đi. Ôi anh phải dùng cả cái bơm máu kia luôn đó các bạn. Ôi nhưng mà anh nhìn thấy trên đầu em là có zombie. Ui! Zombie. Đập nó bọn zombie đây. Đúng rồi. Ui ôi hóa ra ui mấy tên bắn súng laser các bạn ơi. Ôi cẩn thận né ra đừng để bị bắn. Quá nguy hiểm luôn. Mình sẽ chạy vào trong nhà tù này. Mấy tên kia đang chĩa súng laser. Ui ôi anh né như kiểu thần thánh luôn các bạn. Ui nó chĩa súng laser kìa. Ui xô. Đứng sát vào đây có vẻ là khó bị bắn hơn đấy các bạn. Anh nhảy lên thùng rác có vẻ an toàn này. Chỗ này an toàn này ốc này. Ốc trốn vào trong nhà tù luôn à? Đúng rồi. Ờ ốc thông minh thế. Anh cũng trốn vào nhà tù. Ừ trốn vào nhà tù an toàn hơn. Cái bọn kia nó chĩa súng laser xuống. Nó mà laser phát hiện ra người nào nó bắn đồ là đi sinh đấy các bạn. Tìm các tế bào nhà tù để tìm một chiếc bánh rán xanh. Tìm bánh một chiếc bánh rán xanh đi. Nhà tù của em chỗ phòng em không có. Bánh rán xanh. Đây em tìm rồi. Đây yes. Đó ông đã tìm được chiếc bánh rán màu xanh rồi. Bây giờ sao? Cho chú đứng yên đấy xem nào. Cho chú ăn à? Đây rồi. Em có bánh rán xanh đây. Bây giờ hình như là đưa cho chú ăn hay sao ấy. Bây giờ sao đưa cho chú? Ném vào chú. Ném. Yes. Ném vào chú rồi. À ném vào chú à? Thì chú sẽ tỉnh à? À. Mình cần nhiều hơn bánh donut. Ok. Không hớt được bao con trai. Ôi chú ơi kéo xích của em. Chú quên xích kia mùi. Ôi. Cháu đang cố gắng cứu chú mà tại sao chú lại như thế nhỉ? Mình phải ném thật nhiều bánh donut màu xanh để cứu chú. Không là chú biến thành zombie là cả bọn này là chết queo đấy. Bánh donut xanh cẩn thận nó bay vào người. Ui nó bay nguy hiểm quá các bạn ơi. Trốn vào góc này chắc nó không bay vào đâu. Ui trốn vào góc. Ồ trốn đứng ở góc này an toàn các bạn ấy. Đứng ở trên cái thùng này. Bạn ấy thùng mình có trốn sau thùng rác này là không bị sao này. Bọn zombie kìa, dọn zombie kìa, đập đi các bạn. Để ý gần hết máu là mình sẽ phải gọi là đập. Đập nó đi bạn ơi. Đập đi, bơm máu vào bạn kia. Đập luôn, đập. Ôi, anh vừa bơm máu ốc ạ. Em cũng vừa bơm máu nhưng mà em chỉ bơm máu được như thế thôi. Em hết cái để bơm máu rồi. Anh đập chết một con luôn rồi các bạn ơi. Cẩn thận laser đi vào trong nhà tù né. Đây ốc ơi. Trong này không có bánh. Không phải né đã. À, nhà tù nào mà có bánh kia, nhà tù bên kia tỏa ánh sáng xanh lá cây là đây, có bánh. Đây anh sang đi. Anh sang đi. Đây. Sao lại bồn cầu màu xanh? Thì là trong cái bồn cầu có bánh đó. What? Thế làm sao đấy? À đây rồi. Đấy đúng rồi, ném đi ra ngoài, ném. Đi ra ngoài di chuyển đến khi nào cái đấy, ném đi được màu xanh à ném. Ném rồi. Ok. Sao ốc tự nhiên lại ra ngoài này. Rồi các bạn ơi, nguy hiểm quá. Ai đó cứu thương cho tôi. Ôi chú lấy xích. Cả đám kéo lên đây. Ai đó cứu thương cho tôi. Em tự bơm bình cứu của em không? Hết à? Hết rồi không sao đâu. Em còn robot mà. Ai đứng vào chỗ thùng rác cái ông này không bị làm sao. Đấy đúng ai rồi. Ai mà không bị làm sao. Em không. Vừa bị lướt qua đó. Đây đứng rồi. Đó. Thấy không? Góc cái góc trí tử luôn không ai biết à. Hai đứa mình trốn vào thùng rác làm sao mà lường trước được đúng không? Không mà hai đứa mình quá thông minh luôn đâu cả. Thấy chưa? Hết rồi đấy. Hết chưa? Zombie bây giờ là lượng zombie nó ra nhiều hơn rồi. Bây giờ phải đập nó. Nếu em ít máu thì thôi để anh với bạn kia đập. Ô zombie đi vào tù rồi các bạn. Đứng đây đập này. Ô mất gậy rồi. Em có gậy. Anh mất gậy rồi quá. Trời ơi mất gậy rồi các bạn ơi. Có bánh này. Đúng rồi nhưng không lấy được. Đây anh lấy được rồi. Ném anh ra ném đi. Anh đang cầm cái khác. Rồi anh ném được rồi. Cứu được chú rồi. Chú rơi xuống rồi. Ôi chú chết toi rồi. Chú ơi. À không phải chú chết toi hay là chú bị. À đây. Ôi có mất thế lực đằng sau. Tên mặt trột. À. Đầu tóc trắng mặt trột. Ôi chứ tụi đây là Doctor Zero các bạn ạ. Thôi xong rồi. Ta đã tiêu diệt những tên cảnh sát ở trong cái đồn cảnh sát này. Hóa ra tên này là tên người xấu biến thành một người thành zombie. Bây giờ tất cả các người sẽ phải chết. Hả? Ta chạy trước. Chạy. Ôi, ta gì đấy thì ta. Trời ơi nó bắn em hỏng rồi. Ba đứa mình còn sống cuối cùng nè. Không được. Không được rồi. Tôi. Bọn mình đã hoàn thành cái
tựa game này. Và đây là cái kết thứ nhất trên 14 cái kết lần các bạn ạ. Thế là mình bị sửa à? Đúng rồi, tuy là mình đã giết được chú cảnh sát nhưng mà đến cuối không cùng phải thì... Mình giúp được chú cảnh sát nên mình bánh độc vào đấy. Không, không, mình kêu... Bởi vì Dr. Zero đã giết tất cả mọi người. Thế toàn rồi các bạn. Đây là cái kết donut đầy. Rồi, chúng ta quay lại ngôi trường này để hy vọng ạ. Lần này anh Vox sẽ tìm được vào một cái kết mới, không bị chết lãng xẹt như cái kết lúc nãy nữa các bạn ạ. Và okay, cô giáo áo vàng đã quay trở lại với tất cả các em học sinh. My name is cô Karen. Đấy, cô chào các em nhá, đặc biệt là em Vox học ngốc nha. Đây, quảng cáo trường thì các bạn này, đấy, ngôi trường mình phải... Lần này thì anh ngồi ở vị trí của ốc, ốc ngồi vị trí của anh. Ok, đi thôi. Rồi, vào lớp thôi. Các bạn ơi, vào lớp đi. Lớp mình có 5 đứa thôi. Ôi, bạn kia, bạn kia chạy thẳng ra ngoài đường không ạ? Rồi, học sinh gì thì không biết chạy thẳng ra bên kia ngáo luôn. Thế, lớp mình đằng này mà, đấy là chậm xăng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lục lọi những cái tổ này để kiếm vật phẩm để phòng trường hợp tí là mình biết là sẽ có đại dịch zombie xuất hiện đó. Ok, em đã tìm được cái cứu thương rồi. Mình rất là mừng khi mình tìm được cứu thương các bạn. Ủa, lúc ấy ngoài sân không có cái cứu thương nào nhỉ? Ờ ha, không phải lúc nào cũng có cứu thương đâu Bê Quy Thành. Không có gì đâu ạ. Em tìm được 2 chiếc bánh donut. Anh tìm được 2 bánh donut, 1 cái băng. Em tìm được 3 cái băng lận. Ôi, thế thì ốc lợi lắm. Anh hy vọng là anh tìm được một bịch. Đầy rồi. Cuối cùng được 3 bịch, 3 bộ y tế các bạn ạ. Lại thêm bộ y tế nữa, xịn luôn. Ôi, sao bây giờ Thành tìm thấy ta? Người ta gọi là chăm chỉ sẽ có. Bây giờ bọn mình sẽ lựa chọn là Bỏ qua lớp. Và đây sẽ có một cái kết thúc liên quan đến Giáng sinh. Bỏ qua lớp đi mọi người ơi, bỏ qua lớp. Ok, bỏ qua lớp học, kết thúc Giáng sinh, hiểu không? Giáng sinh thì tầm này nữa, hết giờ rồi. Rồi, trốn học luôn. Ui, cuộc đời chưa bao giờ mình bắt học, mình bắt đầu gặp tên bắt nạt học đường các bạn ạ. Đây đại ca, anh đi. Đại ca ơi, dẫn em đi. Em đây. Đại ca chị em theo với. Đúng rồi. Đây chính là anh đại ca lúc nãy mình bảo đứng ở trong góc tường kia kìa. Đại ca. Đại ca chờ em. Đầu cắt moi kẻ kẻ luôn. Em đang ở trên tầng 2 chạy xuống. Đây này, đầu cắt moi luôn các bạn ạ. Quá là oách. Cái gì ấy, đứa nào tìm lấy tập bài tập về nhà đây. Rồi đi theo let's go, đi thôi. Đi theo đại ca thôi. Đại ca Sida mồm thối đầu gối lung lay. Cây tươi nhờ. Chạy ngay tức khắc. Không là đại ca đấm cho vô mồm. Có mỗi 2 đứa mình trốn học thôi Bê Quy Thành ạ. Kệ đi. Nhanh đi ông ơi, không là đại ca đánh đấy. Đây chúng ta sẽ đi đến trạm xăng. Trạm xăng đâu có bạn này, bạn đến đây sẵn rồi. Hóa ra là bạn này tính trốn học từ trước đấy. Không lường trước được điều này luôn. Đây chính là cái siêu thị mà trong lúc nãy mình kiếm được đồ đó. Mình có một cái kế hoạch bí mật các bạn ạ. Kế hoạch gì đâu? Em không biết. Cái gì các bạn ơi? Cái bạn tóc đỏ này còn đưa bài tập về nhà cho bạn này cơ. Đồ ăn đâu kìa, nó hỏi đồ ăn đâu kìa. Đồ ăn ở đâu ạ? Còn lâu mới biết chứ. Làm gì hết đồ ăn rồi. Đại ca, làm gì có đồ ăn đâu đại ca. Hết đồ ăn rồi, em tìm được kế hoạch quan trọng thôi. À, lại có kế hoạch gì đây? Không biết, chỉ biết là kế hoạch quan trọng chứ không biết là kế hoạch gì. Nghe thì quan trọng, ui cái gì á, xe cái gì cơ? Xe quân đội à? What? Wow, các chú bộ đội và cảnh sát. Các chú ơi, cháu bỏ học. À nhầm, cháu chỉ đi ra ngoài đây tí thôi. Bị khai mình bỏ các học chú không này. Quan tâm đâu phải nhà trường đâu mà quan tâm. Chắc là các chú được thông tin đại dịch zombie nên mọi người đang đến đấy điều kiểm tra. Điều gì xảy ra vậy? What's going on? Ai mà biết được. Có một vài thứ đang xảy ra đấy. Đại ca ơi, em ngồi có trông giống tổng chị tổng giám đốc. Chị ơi, gặp Phan Hâm Mộ, off Phan Hâm Mộ tí nào, off lại tí. Hai em. Em ơi, zombie sắp đến rồi, còn gặp nhau làm gì? Thế giới tận thế rồi. Tận thế cái gì? Ồ, có một chiếc xe màu xanh, hiệu trưởng. Ôi ơi, hiệu trưởng. Toàn súng. Thầy ơi, không phải em trốn học đâu. Thằng áo đen này rủ em trốn học, thằng đại ca này bắt em trốn học. Không phải đâu, Bê Quy Thành rủ em. Bạn đại ca này bắt em trốn học, nếu không bạn ấy đấm em vêu mồm. Đi với thầy kìa, có đi với thầy không? Thôi đi với thầy đi, không là thầy đuổi học. Mềm mai chúng mình không có chữ nào, chúng mình không thực hiện được ước mơ. Đấy, ôi, gì đứa nào hồi máu kìa. Sao em lại hồi máu ta? Ôi giời. Rồi ấn nhầm các bạn rồi, ơi. Rồi thầy bắt quay lại trường máu. Học rồi. Đây rồi, trời. Ôi trời lại tối om nữa các bạn. Gì ấy?
Thế ơi, theo lần trước em chơi trời tối om là có zombie xuất hiện đấy, phải không nhỉ? Sợ quá đi. Sợ quá các bạn ơi, tự nhiên trời cứ tối sầm sầm xì xì là thấy có điểm gì rồi. Tự nhiên mình lại dùng mất một cái băng cá nhân các bạn ạ. Ngáo thật. Có âm thanh gì đấy? Không có âm thanh gì cả, tôi sẽ đi điều tra. Ok, thầy đi điều tra đi và thầy sẽ quay trở lại. Thầy đi đi thầy ơi. Ui dồi ôi, em là fan chị. Ui dồi ôi, cảm ơn em. Ui giời ơi, còn đọc fan vào giờ này nữa. Tận thế thế giới đen xì xì. Cảm ơn em. Thầy ơi, thầy đi ra kiểm tra đi thầy. Mình không được đi ra. Không được đi ra đâu. Mình học sinh ngoan ngoãn ở trong lớp đi. Biết đâu có zombie vào nó bắt thì sao, toang đấy. Đó không giống như là âm thanh của học sinh. Thế là âm thanh của cái gì? Ôi, sấm chớp đùng đùng. Nhanh mau trốn dưới gầm bàn. Trốn dưới gầm bàn. Ê, trốn dưới gầm bàn rồi. Anh trốn dưới gầm bàn rồi. Sao em cứ bị ngồi vào ghế là sao nhỉ? Bạn học sinh biến thành zombie. Đâu quay cửa sổ đi đây. Đâu. Quá ghê các bạn ơi. Ngồi trường mình có mấy bạn học sinh biến thành zombie. Nhìn kìa. Trời ơi, hỏng rồi, zombie đấy. Chạy đi. Đây là bạn lớp bên mà. Bạn này hay chơi đá cầu cùng anh mà. Cái gì mà lại đá cầu cái gì đây? Chạy đi. Thầy ơi, mở cửa cho em. Thầy ơi, bạn lớp bên. Đứa nào lại hồi máu đấy? Đứa nào dùng hồi máu đấy? Bạn lớp bên biến thành zombie ngu si rồi. Bạn ấy đang đứng ở trước cổng trường kịp thầy ơi. Bạn ấy đi rồi. Rồi, sao lấy vũ khí đi các em. Sao được chưa? Thầy hiệu trưởng đây rồi, thầy đây rồi. Thầy, em chào thầy. Thầy ơi, bạn lớp bên biến thành zombie ngu si. Tôi đã trở lại. Học sinh. Hả? Có một cái gì đấy xảy ra. Ủa? À, em biết thừa rồi, đó zombie. Đó đó là thầy ơi, đó là do zombie. Ủa gì anh? Thầy cha cứu ở trên tin nhắn của thầy. Ôi tin nóng. Cả thành phố đã biến thành zombie. Cảnh báo chúng ta phải ở lại bên trong, các bạn ơi, không được đi ra ngoài. Thằng phòng thí nghiệm của Zero đã công bố về điều này. Và cả tổng thống nữa. Tổng thống không tin vào những cái phòng thí nghiệm này các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi về nhà trên xe buýt. Hoặc là đi để mình về nhà thôi. Về nhà thôi. Đúng, hợp lý. Về nhà hoặc đi thu thập vật tư. Thu thập vật tư đi. Thu thập vật tư à? Về nhà không kịp đâu. Không kịp đâu à? Không kịp. Bây giờ ra xe buýt phát là bạn học sinh kia cắn phát mình biến thành zombie luôn. Đúng rồi, bây giờ mình luôn. Đi lấy vũ khí luôn. Đi lấy vũ khí đi. Anh nhớ phòng bên đối diện này có vũ khí mà mấy đứa ơi. Sang lên mỗi đứa một cái gậy, nhanh. Tí nó đến là mình đập. Quá chuẩn luôn. Tích cực vào, thôi cầm cái xe đen đi các bạn. Thôi cầm gậy đi, máu chảy đi các bạn ơi. Zombie đâu, đập. Trời ơi, sử dụng cái này nha. Ok. Các bạn ơi, chúng mình là phải là đồng đội gắn kết với nhau nha. Tí đấy zombie sao là... Sao chỉ còn mỗi 4 đứa thế này? Chết rồi, còn mỗi 4 đứa học sinh chỉ trong cả trường thôi. 4 giờ sau. 4 giờ lâu lắm đấy. Chứ không phải là 4 giây đâu. Thôi sao cái gì đó. Ánh sáng này là mình thấy ghê. Thầy hiệu trưởng đâu rồi? Ông đang hỏi đấy mọi người ơi. Mọi người biết được thầy hiệu trưởng đâu không? Đã 4 giờ trôi qua rồi các bạn ơi. Mình trốn trong đống rác rồi, có gì mọi người tự lo nhé. Sao lại chết trốn trong đống rác? trốn. Đây là đống rác kia, không phải người chơi nhá. Trốn hết rồi. Không phải trốn đống rác hơn anh. Cười không chịu được các bạn ạ. Rồi cả lũ chúng em đống rác kìa. Cái bọn đấy. Thế cũng sợ để cái này. Thì không? Mấy cái đứa này. Im. Nào, im để nghe ngóng cái nào. Ông bạn kia trong đống rác. Cái gì đấy? Ôi, đứa nào đập cửa ấy? Đứa nào đập cửa kìa? Bình tĩnh. Có thể đây là cảnh sát đến giúp chúng ta. Cảnh sát hay là zombie? Chú đập ơi. Luôn, tao lại ra đến đập luôn. Đập luôn. Chạy. Ôi, chú cảnh sát. Chú cảnh sát, chú donut, chú vừa nãy các bạn ạ. Chú bánh rán. Tôi nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng. Ok. Chú ơi, trường cháu bị zombie xâm nhập. Bạn rất là may mắn vì đã tồn tại. Ok, vì đã sống sót. Chúng ta sẽ đi đến Đi theo chú. Đi theo chú chúng đi. Chúng tôi không đó, chúng tôi chỉ muốn đi theo chú cảnh sát thôi. Đúng rồi, phải đi theo chú cảnh sát chứ dốt gì đúng không các bạn? Đúng rồi, bây giờ nó nói quan trọng gì nữa. Thật. Bây giờ phải sống được đã. Đúng. Rồi, ok. Gì vậy? Ôi, zombie. Các bạn học sinh ở trường biến hết thành zombie rồi. Không rồi. Chạy đi. Đông quá, chạy. Chú ơi, chạy đâu? Chạy. Đi theo chú, nhanh theo coi. Cái gì là zombie ơi, con zombie ngay kia. Zombie đuổi. Chạy né nó ra. Rồi các bạn ơi, zombie ở trong tủ.
Gì ấy? Đập cửa. Đập cửa cái gì? Đập zombie. Đập cửa. Gì đây? Ui rồi, chạy nhanh đi, chạy. Zombie đằng sau nhà đông lắm, một đoàn luôn. Cửa này ơi, lên tường, lên mái nhà. Lên mái nhà thôi, cẩn thận bị rơi nha. Đấy rồi, yên rồi. Đây, cẩn thận. Rơi xuống là chết đấy, Ôi, chúng ta đã lên trên mái nhà rồi. Cẩn thận nhé ông ơi, rơi xuống là chết rồi. Một bạn chết rồi, chết xong rồi. Bạn ấy sẽ biến thành zombie, thấy không? Ui, dưới zombie cắn bạn ấy kìa. Hả, zombie cắn bạn ấy, thôi. Đây. Ui, dưới toàn là zombie thôi, nhảy cẩn thận nha. Chỗ này là đều mốc đấy nha. À, mình bị chết rồi. Đồ ăn hại. Chết rồi, mình đã bị nhiễm rồi các bạn ơi, nhiễm không, phóng xạ. Ông ơi, ông nhiễm phóng xạ, ông trở thành zombie hả? Anh trèo trên nóc những cái ô tô. Hình như ông vẫn được sống sao á? Ông có một mạng. Ôi zombie này nhảy ra hàng rào. Ôi, anh thoát khỏi zombie rồi ông ơi. Em ra đây nhanh với anh. Chờ tí đang là mấy giây nữa. Spa đây rồi. May là anh ra đây rồi nha. Ui, sinh viên trường mình biến anh zombie. Giật. Bây giờ làm nào? Con đây đuổi anh. Ủa, cái gì đấy? Ai đấy? Cô giáo. Cô giáo biến thành zombie. Toàn rồi cô giáo vàng. Nhưng... zombie môi xanh. Kinh quá. Nhưng mà em cũng mất gậy rồi. Ui, nó xin cô giáo rồi. Nó câu ớt cô giáo của mình rồi. Nó bắt cô giáo đi. Rồi mình ngồi trên xe cảnh sát. Ui, nó lướt qua rồi. Đứng lại, sao bắt cô giáo mới xanh zombie của em? em còn cái xà beng. Em còn xà beng à? Em vẫn còn gậy. Rồi sao? Bây giờ để xem chú cảnh sát bảo gì nữa rồi. Chú cảnh sát bảo gì đây? Ai? Những người đó là ai vậy chú ơi? Chú có biết ai không? Đừng, chúng ta không nên lo lắng về bản thân mình. Hãy lên xe và... cái xe của chú và đi thôi. Ok chú ơi, đi thôi các bạn ơi. Ui, có vụ tai nạn ở đây và mọi thứ đã bị chặn lại, không thể đi được nữa. Đúng rồi. Quá kinh luôn đó các bạn. Ui, súng, có súng. Mình thấy một quả súng ở đây các bạn ơi. Mày làm robot ấy, thôi không mua đâu các bạn. Chúng ta không thể đi xa hơn nữa rồi. Chúng hãy là follow theo tôi. Ok, follow theo chú. Và gặp cái ông ở đâu á, đúng không? Đây, đi theo chú, đây rồi. Đây rồi, cái gì đây? Ơ, cái gì vậy? Đập. Zombie hả? Zombie chú ơi, zombie đấy chú ơi, sao dẫn cháu đi gặp zombie chú ơi? Lừa rồi. Ôi ôi. Gì ấy, có thể nó là một zombie đấy. Ở phía sau lưng. Ở sau lưng chú đi. Trốn sau chú cảnh sát. Ta sẽ bắn nếu như mà đó là cái... Ông ăn xin, ông tên là Dan. Ông này Dumpster Diver Dan Diver. Hey, gần cái chỗ này là an toàn đấy các bạn ạ. An toàn à? An toàn là được rồi, chứ không an toàn là hốt lắm. Ăn cái bánh donut đã các bạn ạ. Mình không còn gì để ăn hết. Đấy. Bọn Roger sẽ ngửi thấy mùi của mình các bạn ạ. Yeah. Bây giờ mình phải ở vào trong chỗ rác thì rác nó là mùi ít mùi. À, bảo sao chú này trên người toàn rác. Chú này sợ chết quá, chui vào thùng rác để trốn các bạn ạ. Ừ, kinh quá. Có một cái block and go hoặc là một cái warehouse ở dưới. Rất là nhìn rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải đi tìm các cái vật tư. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến warehouse hay là đi đến block VD. Chọn ốc chọn. Đây. Ok, rất là căng thẳng luôn các bạn ạ. Còn hai đứa mình thôi à? Còn hai đứa học sinh mình thôi. Trời đất ơi. Ok. Lén đi đến. Ôi. Nhiều zombie quá. Không phải đâu, đây là đội quân. À, zombie thật. Rồi, đi đây cẩn thận nha. Đây là block and go chỗ đây. Này. Mình cần phải đi đến lấy vật tư, mình chết đói các bạn. Đúng rồi, để không bị chết đói, đi theo anh. Theo anh á, anh đang ở đâu? Tránh cái vòng tròn đỏ nha, nó mà biết được là xong đời mình. Từ xem nó đi. Rồi đi qua này. Mình không nhảy được các bạn ạ. Đúng rồi, mình lựa đi chéo chéo theo anh. Đấy, đi. Chốc. Rồi. Rồi đi theo anh, đi theo anh. Anh có kinh nghiệm rồi, yên tâm đi. Đi theo anh, đi theo anh. Ok. Cái game này cũng không có là quá khó. Ui, nhà tiến sĩ. Thôi kệ đi, vào block and go đi, lấy đấy đồ ăn đi. Rồi, đến được rồi mà. Ừ. Đập vỡ kính à? Khóa cửa rồi. Đây. Đập vỡ kính đi. Đập vỡ kính cửa sổ đây này. Đây rồi, anh đập vô rồi. Vô luôn.
Chúng ta cần phải có 37 item. Lấy đi, lấy đồ ăn đi, tranh thủ trước khi là thành phố này bị zombie xâm chiếm, là mình đói thối mồm ra là chết đói đó các bạn ơi. Rồi, tôi đã hoàn thành rồi. Anh Minh Đại đã lấy cái thứ cuối cùng rồi. Bây giờ làm gì đây? Thế còn ông Dave thì sao? Cảnh chúng cảnh sát đây thì sao rồi? Ôi hay chúng ta quên mất, mà chúng ta sẽ go đến quay trở lại với cảnh sát, hay là chúng ta đi thôi. Em take a shower. Shower in the shower. Là tìm nơi trú ẩn trong cống hả? Ừ. Bây giờ là đi nào, ốc chọn đi. Đấy hả? Đúng rồi. Ok, tìm nơi trú ẩn trong cống. Ok. Đâu? Nơi trú ẩn ở đâu? Đi, chúng ta đi đến nơi trú ẩn. Ốc lại phải đi theo anh lên, không là bị bắt bây giờ. Mình biết quỹ đạo của bọn này rồi, nó di chuyển hơi ngu đấy, lùi lại tí. Rồi nó chuẩn bị đi này. May nó không bắt được em nữa. Cẩn thận. Đây, cống đây mà. Cống đâu? Đằng sau. À đây, ờ. Nhảy xuống. Đây đúng không? Rồi. Tưởng ốc không biết các bạn. Bây giờ là Obi đến sang chỗ nào đây? Cẩn thận nha, chết là sỉ nhục lắm ý nha. Đúng rồi, toàn những vị thần trời Obi ở đây. Cái gì đây? Anh nhặt được cái gì đấy ốc ạ? Cái gì đấy? DNCM. DNCM là cái gì? Ủa cái gì kia? Cái gì đấy? Obi à? Hả? Đứng đây làm gì? Ôi! Trời hỏng rồi. Băng qua bên kia của cống. Con zombie trông kinh thế, nó đeo cái gì ấy? Đeo cái gì trên đầu á? Đeo chất độc đây. When you need who is you? Đó là Nathan. Ui, bộ não lòi ra luôn các bạn ạ. Như kiểu bị nhiễm một cái loại virus chất gì màu xanh gì kiểu gì ấy. Né à! Sao không né ốc? Không nhận ra. Ôi rồi. Ui, ok, phải né nhé các bạn. Ôi, né này, đằng trước bay đến này. Ok. Né. Đây, nhảy qua ông ơi. Ôi, anh dụng rồi. Ôi, cái gì ấy? Đây ôi. Rồi. Ôi, nó biến mất rồi, bên cái thành rồi. Ôi, đây anh đây rồi. Đi tiếp rồi chứ. Ôi, bắn, nó lại bắn kìa. Ôi kìa. Nó bắn, trời ơi, nó bắn đằng sau em không để ý. Nó bắn lại. À, có một thời gian nó sẽ ấy gì xét lại ốc ạ. Ờ. Thế rồi, nãy giờ trúng bao nhiêu trưởng rồi các bạn. Ôi rồi. Gì đây, chết đơn giản thế. Nét tên lửa ốc. Đạn đuổi à. Đấy. Ừ. Nhảy qua ốc ơi. Đập nó ốc ơi. Đập nó. Hai người đập phải hơn chứ. Nó khỏe quá các bạn ơi. Ui, anh mình không để ý các bạn ở đấy, nó tốc biến rồi. Nó lại sang bên kia, né này, chuẩn bị né này. Đúng rồi. Né, đạn đuổi, ôi, tên lửa đuổi luôn các bạn. Ui rồi. Ôi, mình chết rồi. Không được, mình sẽ phải hồi sinh không ạ? Hồi sinh mất 35 giờ bộ. Hồi sinh, mình cũng hồi sinh các bạn. Không thể gì cũng thế được các bạn ơi. Tụi mình là người có tiền. Có các bạn xem quảng cáo trong video nên là tụi mình sẽ chiến đấu tiêu diệt ông này bằng okay. Được. Ok. Rồi nhảy qua đi ông ơi. Cái gì ấy? Em làm anh không nhìn có tầm nhìn gì. Ai biết đâu, nó có vòng tròn nên đâu ai làm gì đâu. Ồ, nó đang bắn tên lửa đấy ông này. Đập nó đi. Này thì tên lửa này. Nó dịch nhanh hay không? Nó dịch chuyển đi mất đấy. Đập đi. Nó dịch chuyển rồi. Vẫn đập đi, có đập đi. Ui giời. Ui, tên lửa vẫn còn đang dơ lơ lửng ở đây luôn. Ảo thật đấy. Mình nói này. Ui. Ui, tên lửa gọi là bè mà một cái gì đấy. Bắn một phát, bắn phát 4 phát. Ủa. Ui giời. Ui. Chạy đi, cố lên ông ơi. 4 tên lửa luôn. Yeah. À, ok, lần này chắc là tiêu diệt được nó rồi. Mặc dù mình còn tí máu thôi các bạn ạ. Mình chỉ còn có chấm tí thôi. Rồi, đập đi, cố lên. Rồi, mày xong rồi. Mày xong đời rồi, là mày không chạy được đâu nhá. Cái thằng độ lòi não này. Đấy, mày. Vỗ tay.
chuyển nữa đi. Rồi nổ tung rồi. Bên kia là cái gì? Rồi sao? Bên kia. À ok. Oh, cái gì ấy? Ngươi đã giết con trai ta. Cái gì vậy? Ngươi sẽ phải trả giá cho điều này. Một cái bóng đen lạ, kỳ lạ ở trong này đã nói ra điều đấy. Chú cảnh sát đến rồi. Chú cứu cháu, cứu. Chú ơi cứu cháu, chú cảnh sát. Chạy. Rồi. À, ngươi nói gì? Ngươi nói con trai của ngươi nghĩa là sao? Con trai của ta, người thí nghiệm đầu tiên của ta. Ôi, ông này bắt con ra thí nghiệm biến thành zombie các bạn ạ. Zombie não tổ. Hỏng rồi. Nói cái gì đây? Bây giờ Nathan đã chết rồi. Ta sẽ mang anh ta trở lại. Nghĩa là nó là biến thành zombie nó trở lại đó. Ok, chúng ta phải ra khỏi đây. Đi thôi, chúng ta sẽ đến vùng an toàn. Ok. Go. Xe cảnh sát đến rồi. Get go. Chú cảnh sát đưa mình đi rồi, mình thoát chưa ông ơi? Không biết, em không biết nữa. Rồi xong luôn các bạn ạ. Yeah. Rồi các bạn ơi, vậy là tụi mình đã tìm ra cái kết, rất nhiều những cái kết trong tựa game này. Và có lẽ tụi mình dừng video tại đây vì video khá là dài rồi. Và nếu các bạn muốn tụi mình tìm ra những cái kết khác, các bạn nhớ bình luận dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Hoặc là có những cái kết nào thì các bạn có thể cho bọn mình biết nha. Đúng rồi, bye bye.